Xin chào các bạn, nếu các bạn đã đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì một bấm chút thời gian cho mình nút like nữa đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó ăn chia và nhận được token Scratch Chat. Dự án này thì là mọi người sẽ nhận được là một xôi thưởng là 500 token CC mà nhé. Để tham gia dự án này đó này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này cho mình. Ở đây thì hình như là 200.000 Daily User. Không biết là gian dự án này là bao nhiêu người được may mắn nhận được token đây, hay là tất cả đây. Ok, đầu tiên mọi người sẽ join vào kênh group Telegram, kênh channel Telegram nhiệm vụ đầu tiên. Bấm tham gia các kênh Telegram cho mình nhé. Rồi, bấm tham gia kênh này. Sau đây tích vào tôi bấm vào đây, dòng chữ này nhé, mọi người tích vào đây này. Đấy là được, sau đây chat cho mình từ. Ok, rồi quay trở lại tiếp tục tích vào con tin. Tiếp theo là join vào kênh channel dự án luôn. Bấm tham gia kênh. Ok, rồi quay trở lại cho mình, tiếp tục là tích vào con tin. Tiếp theo các bạn follow các kênh Twitter, like và retweet các kênh Twitter và gắn hashtag này cho mình nhé. Mở các kênh Twitter lên cho mình. Bấm follow này. Vào đây bấm theo dõi kênh này. Sau đó kéo xuống bài đăng này. Mọi người sẽ like và retweet các bài đăng cho mình nhé. À, thôi các bài đăng này không có thôi. Chúng ta quay trở lại này. Ui dự án này có CZ follow mà nhá. Đây này CZ này. Thích này. CZ thích này. Đấy. Đây, có CZ follow này. Khá là ngon đấy. Rồi quay trở lại tích vào con tin. Tiếp theo là retweet là bài đăng này. Ở đây retweet là bài đăng này cho mình nhé, tweet lại này. Đấy, bài đăng của CZ này, like này. Sau đó quay trở lại tích vào con tin luôn. Tiếp theo là tweet là bài đăng và gắn hết là test, tức là test tác thẻ ba người bạn ở cái bài đăng này. Ở đây mọi người gắn thẻ ba người bạn cho mình. Rồi sau đó vào đăng tít. Ok, sau đó quay trở lại Eros tích vào con tin luôn. Đây mọi người nhấp vào chữ xanh này nhé. Tiếp đến là địa chỉ ví. Ở đây mọi người download app mà. À, mọi người có thể download cái app này hoặc là mọi người thử bỏ qua. Mọi người kích vào đây sau đấy bỏ qua cũng được. Hoặc là mọi người download về cho mình bấm con tin. Rồi địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví hình như là ví MetaMask nhé. Mọi người sao chép địa chỉ ví MetaMask cho mình. À, không nhất thiết là dùng địa chỉ ví trút đâu, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví với MetaMask cho mình. Dự án này mọi người dùng địa chỉ ví MetaMask nhé. CC hình như là mạng Avalanche thì vậy. Sau khi vào ví MetaMask thì mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình nhé. Sau đó quay trở lại mọi người sẽ nhấp địa chỉ ví vào đây. Rồi tích vào con tin. Ok. Và cuối cùng dưới này mọi người sẽ có một cái link để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân. Dự án này cũng khá là ngon mọi người, bởi vì có CZ follow cũng như là like mọi người nhé, nên anh em cố gắng tham gia dự án cho mình. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.